Lực lượng nga tiếp tục tiến về phía Pokrovsk đồng thời đe dọa bao vây các đơn vị Ukraine ở phía nam của mũi tấn công chính. Một số lữ đoàn của Ukraine cho biết họ đang chịu tổn thất lớn khi cố gắng bảo vệ Pokrovsk. Quân đội Ukraine đang mất lãnh thổ với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 2022, bất chấp nỗ lực kháng cự dọc theo các tuyến phòng thủ trước những đợt tấn công ồ ạt của bộ binh nga được sự yểm trợ của pháo binh, bom lượn và máy bay không người lái. Kể từ khi xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Ocheretsin vào tháng 4 năm 2024, các lực lượng Nga đã tiến được 20 km và đang áp sát thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Kiev ở miền Đông. Trong suốt mùa hè thứ ba của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thành phố Pokrovsk ở Donetsk luôn là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất. Khu vực này hiện đang nằm trong tầm bắn của pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Dù Ukraine cố gắng thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga, sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào tỉnh Kursk, Nga vẫn không dừng lại. Thay vào đó, họ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công trên mặt trận Pokrovsk trong tháng 8. Một số nhà quan sát tại Ukraine cho rằng Kiev cần phải hành động nhanh chóng với việc điều động các lữ đoàn từ lực lượng dự bị chiến lược và những đơn vị ở các chiến tuyến tương đối yên tĩnh tới bảo vệ Pokrovsk, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 của Ukraine còn được gọi là Karadakh, là một phần của lực lượng bổ sung được triển khai đến Selidove cách thành phố trọng yếu Pokrovs khoảng 20 km về phía nam. Lữ đoàn này từng được triển khai tại tỉnh Zaporizhia kể từ khi thành lập vào đầu năm 2023, nhưng sau đó đã được điều động tới vào đầu tháng 9 để ngăn chặn làn sóng tấn công của Nga. Theo Kiev Independent, ban đầu việc Ukraine bổ sung lực lượng đã mang lại hiệu quả cao. Vào ngày 5 tháng 9, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky tuyên bố quân đội nước này đã chặn đứng được cuộc tấn công của Nga. Phát biểu với tờ Kyiv Independent, sau một tuần ở khu vực này, các binh sĩ Ukraine nói rằng cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk thực sự đã chậm lại, tạo điều kiện cho lực lượng phòng thủ có thêm thời gian để cải thiện vị trí và tổ chức công việc tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa ngày càng trở nên nguy cấp hơn. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Pokrovsk, đồng thời đe dọa bao vây các đơn vị Ukraine ở phía nam của mũi tấn công chính. Những vấn đề còn tồn động trong hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng thiếu hụt nhân lực nói chung ngày càng trầm trọng hơn và mối đe dọa về một đợt tấn công mới của Nga nhằm vào vùng ngoại ô thành phố vẫn còn rất cao. Ukraine đã cất dấu lựu pháo, chẳng hạn như là lựu pháo kéo MSTAB-152mm, để tránh sự phát hiện của Nga bằng hai lớp ngụy trang, đó là chùm bằng lưới ngụy trang, sau đó phủ lên một lớp lá cây rừng. Việc thiếu đạn dược cho những khẩu pháo như vậy là một vấn đề gây khó khăn cho lực lượng pháo binh của Ukraine trong phần lớn thời gian xung đột diễn ra vì kho đạn cũ từ thời Liên Xô đang bị cạn kiệt. Tuy nhiên, Tại Pogorovsk, các đơn vị của lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 liên tục được cung cấp đạn pháo, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau hoặc từ các cơ sở sản xuất trong nước của Ukraine. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Pokrovs đối với Kiev. Kể từ khi được điều động tới Selidov, hầu như ngày nào lữ đoàn này cũng thực hiện nhiệm vụ khai hỏa vào cứ điểm của đối phương. Selidov, thành phố có dân số trước chiến tranh khoảng 21.000 người, đang tạo thành một rào cản vật lý đáng gầm đối với lực lượng tấn công. Hiện tại, lữ đoàn này được giao nhiệm vụ phản pháo, nhắm vào các khẩu đội pháo và vị trí xuất kích máy bay không người lái của đối phương đang đe dọa lực lượng bộ binh Ukraine xung quanh Pokrovsk. Nhiệm vụ này đang trở nên ngày càng nguy hiểm hơn vì họ phải tiến xa hơn về phía tiền tuyến để đưa mục tiêu vào tầm bắn. Ngoài lữ đoàn Karadak, Ukraine cũng điều động lữ đoàn Jager số 68 tới bảo vệ Pogrovs, được triển khai tới khu vực giao tranh ác liệt vào thời điểm Nga tăng tốc các cuộc tấn công vào cuối mùa xuân. Lữ đoàn Jager số 68 đã phải chịu nhiều áp lực khi ở mũi nhọn tấn công của Nga. Alexander, một xạ thủ súng máy 32 tuổi cho biết, Nga tiến nhanh đến mức các đơn vị của Ukraine tưởng như họ đang bị tấn công trực tiếp trong một cuộc chiến giáp lá cà. Cuộc chiến rất khốc liệt và thay đổi nhanh chóng. Chỉ cần xảy ra một tình huống nhỏ là chúng tôi phải di chuyển ngay lập tức. Về cơ bản, mọi nhiệm vụ đều kết thúc bằng việc chúng tôi phải thay đổi vị trí và trong một số trường hợp, chúng tôi đã phải đối đầu trực tiếp với binh sĩ Nga. Dmitry Volines, một xạ thủ súng máy khác, cho biết Nga vẫn giữ vững chiến thuật dùng số lượng để tấn công áp đảo chúng tôi. Nếu có đủ đạn dược binh sĩ, chúng tôi đã có thể đẩy lùi được họ, nhưng chúng tôi lại đang thiếu hụt mọi thứ. Khi ngày càng có nhiều đơn vị được triển khai đến mặt trận Pokrovsk với sức chiến đấu và chiến thuật khác nhau, việc giao tiếp một cách hiệu quả giữa các lữ đoàn là một trong những yếu tố quan trọng. Nhưng yếu tố này đang bị thiếu, Kajib Independent dẫn lời một số binh sĩ cho biết. Một sĩ quan của lữ đoàn 68 cho biết trong nhiều tháng và mùa hè, một trong những lữ đoàn lân cận liên tục không báo cáo cho họ về các vị trí bị mất, khiến các đơn vị của anh sẽ bị tấn công từ bên sườn Binh sĩ Alexander cho biết thêm, trong khu vực của chúng tôi có rất nhiều đơn vị khác nhau và việc giao tiếp giữa các bên gặp rất nhiều trở ngại. Bạn thử tưởng tượng có 3 đến 4 đơn vị chiến đấu ở cùng một nơi nhưng không có thông tin liên lạc phù hợp vì các bên chỉ mã hóa tín hiệu cho binh sĩ của họ. Chính vì vậy chúng tôi luôn phải xem xét đơn vị nào được bố trí hoạt động ở gần chúng tôi để xem xét cách liên lạc phù hợp. Theo thời gian, các đơn vị sẽ phải trả giá đắt khi chiến đấu tại một khu vực phòng thủ không nằm trong tầm kiểm soát. Khi được hỏi về tình hình nhân lực, Olena Tarischuk, một trung úy 39 tuổi, chịu trách nhiệm theo dõi tinh thần và trạng thái chiến đấu của các binh sĩ cho biết. Trong hai tháng qua, chúng tôi đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Có rất nhiều binh sĩ tử trận, bị thương hoặc là bị bắt giữ. Theo Trung úy Olena Taritschuk, tình trạng thiếu hụt nhân lực cùng với bộ chỉ huy cấp cao của Kena do dự trong việc đưa các đơn vị kiệt sức ra khỏi tiền tuyến và thay thế bằng những đơn vị mới đã dẫn đến tình trạng căng thẳng cực độ, ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các lực lượng bộ binh. Trung úy Olena Taritschuk lưu ý, các binh sĩ đang cố gắng cầm cự bằng sức lực cuối cùng của họ, điều đó thật là khó khăn nhưng không ai từ chối nhiệm vụ mặc dù cuộc tấn công của ukraine vào tỉnh kurs của nga được cho là đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của cả binh sĩ và dân thường trên khắp ukraine nhưng theo tarichuk tình trạng mệt mỏi trên mặt trận Pokrovsk vẫn không được cải thiện hầu hết các binh sĩ đều nói rằng tại sao các chỉ huy không điều lực lượng dự bị hoặc là các lữ đoàn tinh nhuệ đến đây để cứu vãn tình hình thay vì tấn công kurs theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn Thủy quân đánh bộ số 36 và đội biên phòng số 5 của Cục Biên phòng Ukraine. Hoạt động được thực hiện như một phần của các chiến dịch quân sự đang diễn ra ở các khu vực trọng điểm của mặt trận trong đó lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine tại Volchansk, thuộc tỉnh Kharkiv, bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong chính thành phố. Đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như là quái vật bầu trời của Nga. FAB-3000 là một loại bom thả rơi tự do được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất một cách chính xác với chiều dài khoảng 3,3 m đường kính thân là 820mm, sải cánh khoảng 1 m tổng khối lượng của quả bom khi có ngòi nổ lên tới 3.076 kg. Trong đó, thân bom nặng khoảng 1.600 kg, lượng thuốc nổ là 1.387 kg. Chính vì vậy, FAB-3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB-3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao, tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB 3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc là treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB 3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích Su-34 nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích. Liên quan đến tình hình giao tranh ở tỉnh Kharkiv, lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường nỗ lực gửi quân tiếp viện qua sông Volcha. Trong 16 giờ qua, lực lượng Nga đã ngăn chặn 6 nỗ lực của binh lính Ukraine nhằm vượt sông theo nhóm nhỏ từ 4 đến 5 người. Ở hướng Lipsevsky, lân cận, nhóm lực lượng Sever của quân đội Nga đã phá hủy 3 đợt luân chuyển của lực lượng vũ trang Ukraine từ khu vực phía bắc làng Lipsy bằng hỏa lực pháo binh. Tổn thất của Ukraine ở hướng này vẫn được tiếp tục làm rõ. Trước đó có thông tin cho biết, vào ngày 8 tháng 9, không quân Nga đã phá hủy cây cầu bê tông cốt thép bắc qua sông Volchia gần khu định cư Malaya Volchia ở tỉnh Kharkiv. Điều này đã phá vỡ các tuyến đường hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực. Cuộc không kích được thực hiện nhằm mục đích tước đoạt tuyến đường được Ukraine sử dụng để phá hủy ở các khu vực giáp biên giới với Nga. Một nhóm gồm 60 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU, đã trốn thoát hướng tấn công của quân đội Nga tại một trong những địa điểm ở vùng Kursk. Điều này được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị quân đội Nga, tư lệnh lực lượng đặc biệt Ahmad, Thiếu tướng Apti Alaudinov tuyên bố. Tướng Abdi Alaudinov nói, tôi muốn lưu ý rằng tại một khu vực, khoảng 60 binh sĩ Ukraine đơn giản bỏ chạy và bỏ chạy. Ở đó, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cố gắng hết sức để bắt họ trở lại chiến trường, nhưng họ nói thế thôi, chúng tôi sẽ không chiến đấu, và họ tiến về phía biên giới, bỏ lại tất cả sau lưng. Theo ông Abdi Alaudinov, các binh sĩ của lực lượng đặc biệt Abat ở hướng Sudan đã phá hủy nhiều thiết bị chiến đấu của đối phương, đặc biệt các hòa điểm súng cối, phi hành đoàn FPV và điểm tập trung tạm thời của AFO cũng bị phá hủy. Quân đội Ukraine đã tấn công khu vực Kursk hơn một tháng trước. Chế độ khẩn cấp liên bang và hoạt động chống khủng bố đã được Moscow áp dụng trong khu vực. Vào ngày 19 tháng 9, chỉ huy lực lượng đặc biệt ácmad đã nói về tình hình khó khăn của quân đội Ukraine trên hướng Suzan ở vùng Kursk. Theo đó, quân đội Ukraine đang cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát nhằm hạn chế thiệt hại từ phía Nga. Tướng Aloudinov cho biết nhờ ưu thế về hỏa lực, không có khu vực nào AFU có thể tiến xa ít nhất là 100 mét. Ông Aloudinov nói thêm rằng các đơn vị Nga ở phía các thành phố Riss và Lugov đang tiếp tục phản công. Tướng Apti Aloudinov nói, tôi xin lưu ý rằng cả ngày hôm nay đối phương cố gắng vượt qua hai khu vực, một trang bị quân sự đã bị phá hủy. Vâng, rất nhiều tay súng đã bị tiêu diệt thiếu tướng alodinov cũng tuyên bố rằng các đơn vị nga đã nắm quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng kurs nikolaevo dadino và dadino ông cũng nhấn mạnh quân đội nga đang đạt được những tiến bộ trong khu vực mỗi ngày kênh military Samarit đưa tin quân đội nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực kurs cuộc phản công ồ ạt chủ yếu đến từ phía tây nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía đông Tại Makivka, ở Nam Kupyans, quân đội Nga có thể chiếm được những phần xa hơn của khu định cư. Tuy nhiên, các hình ảnh tại thực địa cho thấy họ đang tiến về phía Tây theo hướng Nevsky. Ở phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới với các mũi chủ công hướng về phía Nam. Theo một số nguồn tin, phía Nga cũng đã giành quyền kiểm soát các vị trí xa hơn ở phía Nam Selidove. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào các cứ điểm kiên cố này, các đơn vị Nga đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng. Quân đội Nga được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hoche vào nhà tụ ở phía tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy vị trí này. Mặt trận Kudakov ngay càng trở nên tích cực về phía Nga. Tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn ở Donetsk. Quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupiansk, Pokrovsk, Kudakhove. AFU không thể ngăn chặn cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Nga do thiếu nguồn lực. Điều này đã được nêu trong cuộc trò chuyện với kênh YouTube Dialogue Works của cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson. Chuyên gia Larry Johnson nhấn mạnh những gì đang xảy ra hiện nay là sự tập trung ở 6 hoặc 7 địa điểm khác nhau. Ukraine không có nhân lực, đạn dược, thiết bị cũng như là phương tiện quân sự được đào tạo để ngăn chặn người Nga. Theo chuyên gia Johnson, quân đội Nga tiếp tục tiến quân ngày càng nhanh hơn trên toàn bộ mặt trận và điều này không chỉ giới hạn ở một số thành phố. Trước đó, chuyên gia Larry Johnson đã báo cáo về tình trạng thiếu phương tiện chiến đấu, vũ khí và đạn dược trầm trọng của AFU theo ông kiev đang cầu xin các nước phương tây tăng cường cung cấp quân sự ngược lại ukraine thừa nhận rằng afu đang thiếu mìn trầm trọng ở mặt trận bộ chỉ huy quân đội ukraine ngày càng thừa nhận việc mất Pokrovs, ukleda và selidovo không chỉ thiếu nhân lực mà còn thiếu cả đạn dược Tuần trước, WSJ viết rằng khi mùa thu 2024 bắt đầu, tình hình ở Ukraine đã trở nên đáng sợ. Điều này là do tình trạng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá nghiêm trọng và sự thất bại của quân đội nước này trên chiến trường. Đêm ngày 21 tháng 9, hệ thống phòng không đã bắn hạ 101 máy bay không người lái của Ukraine ở một số khu vực. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo điều này trên kênh Telegram theo đó, 53 UAV đã bị tấn công ở vùng Bryansk, 18 UAV khác đã bị bắn hạ ở lãnh thổ Krasnodar, 16 chiếc khác ở Biển Đen. Hệ thống phòng không Nga cũng được kích hoạt ở các khu vực là Kaluga, Tver, Belgorod, Smolensk, Kursk và Crimea. Trước đó đã có thông tin về một cuộc tấn công bằng UAV vào vùng Krasnodar. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống quận Tigoretsky đã dẫn đến hỏa hoạn. Theo lời thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondayev, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận là hậu quả của các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong khu vực. Sau Front đưa tin, ngày 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố báo cáo tóm tắt diễn biến chiến sự quân sự đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Theo báo cáo, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 27 cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái, các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở điện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, kho UAV và khu vực chuẩn bị bay. Bên cạnh đó, lực lượng Nga còn tấn công các kho đạn dược và hậu cần, căn cứ sửa chữa, tàu hòa vận chuyển vũ khí và thiết bị do người nước ngoài sản xuất, khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực Kursk của Nga quân đội Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực làng Veseloye tại vùng Kursk. Giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn xung quanh Suzha, Matyunovka và các làng khác trong khu vực. Về phần mình, lực lượng Nga đã đẩy lùi được các đơn vị của Kiev ra khỏi các làng Dadino và Nikolaevo-Dadino ở khu vực Suza Trong khi đó, tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang gia tăng sức ép lên các vị trí của đối phương ở khu vực Donbass. Trong những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine – đã phải chịu những thất bại lớn theo hướng Kudahovo pokrovsk Hơn nữa, sau khi lực lượng ủng hộ Kiev rút lui khỏi Ukraine, tuyến phòng thủ của họ đang trên bờ vực sụp đổ tại thị trấn Konyak. Báo cáo cho biết các đơn vị tiền phương của Nga đã đến gần và thậm chí là tiến vào thị trấn. Bất kể như thế nào, tình hình của các đơn vị Kajib ở phía tây Krasnogorovka vẫn rất phức tạp. Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra xung quanh Selidovo, Lysovka và Krasnijan xung quanh ukleda lực lượng vũ trang nga đang phát triển động lực ở vùng nông thôn vodianoe bao vây thị trấn ukleda theo hướng này quân đội nga cũng đang nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của họ xung quanh kremenaya và ukleda ở một khu vực riêng biệt trong tuần qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong khu vực chịu trách nhiệm của nhóm lực lượng Silver lên tới 3.510 quân, 18 xe tăng, bao gồm một xe tăng Leopard, 117 xe chiến đấu bọc thép, 66 xe cơ giới, một hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS do Mỹ sản xuất và 34 khẩu pháo dã chiến. Trong khi đó, nhóm lực lượng Zapat tiếp tục tiến vào phòng thủ của địch, gây thiệt hại cho đội hình gồm 66 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công của AFU, ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov. 24 cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU lên tới hơn 3.745 quân, một xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 60 xe cơ giới. Ngoài ra, 40 khẩu pháo giã chiến đã bị loại bỏ, 19 khẩu pháo 155mm và hệ thống tự hành được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine, 16 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, 22 kho đạn dược giã chiến. Nhờ các hoạt động tích cực, nhóm lực lượng giúp đã giải phóng Zelandoye, Pevoye và Georgievka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tổn thất của AFU lên tới hơn 4.855 quân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh Marder do Mỹ sản xuất, 52 xe cơ giới và 34 khẩu pháo dã chiến. 17 trong số đó do các nước NATO sản xuất, 4 radar đa đa điện tử và 11 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy các đơn vị của nhóm lực lượng tersen đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu quân đội nga đã gây thiệt hại hỏa lực cho một lữ đoàn xe tăng sáu lữ đoàn cơ giới hai lữ đoàn bộ binh hai lữ đoàn dạy g một lữ đoàn tấn công đường không của afu ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ một lữ đoàn vệ binh quốc gia và lữ đoàn liut của cảnh sát quốc gia ukraine lực lượng vũ trang nga đã đẩy lùi 58 cuộc phản công của các đội tấn công thủ địch các đơn vị Ukraine đã chịu tổn thất lên tới 3.610 quân, một xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh Marder do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 21 xe cơ giới và 29 khẩu pháo dã chiến. Các đơn vị của tập đoàn quân Vostok đã kiểm soát những vị trí có lợi hơn. Quân lính đã tấn công vào các nhóm quân và thiết bị của một lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn bộ binh cơ giới và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. 11 cuộc phản công đã bị đẩy lùi, Đối phương đã mất tới 735 quân, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 16 xe cơ giới và 7 khẩu pháo giã chiến. Lực lượng không quân vũ trụ đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine, 7 tên lửa tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 12 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 42 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 305 máy bay không người lái cánh cố định, trong đó có 153 chiếc nằm ngoài vùng tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng cộng 646 máy bay và 283 trực thăng, 31.806 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 18.303 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.457 xe chiến đấu được trang bị MLRS, 14.903 pháo binh giã chiến và súng cối, cũng như 26.289 đơn vị thiết bị quân sự hỗ trợ đã bị phá hủy trong hoạt động quân sự đặc biệt. Bất chấp những thất bại ở khu vực Donbass, các lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến công tại Kursk. Kiev đang đưa ngày càng nhiều quân tiếp viện, bao gồm cả thiết bị quân sự tốt nhất do NATO cung cấp cho trận chiến. Trong trường hợp cuộc phiêu lưu này thất bại, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mới phát hiện ra rằng tình hình của họ ở các khu vực khác của tiền tuyến đã xấu đi đáng kể. Kênh Military Samarit đưa tin quân đội Nga RFAF được cho là đã giành được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công ồ ạt chủ yếu đến từ phía tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía đông. Tại Makivka, ở nam Kyivs, lực lượng Moscow có thể chiếm được phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, các hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía tây theo hướng Nevsky. Về phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới. Vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía nam. Theo một số nguồn tin, RFAF cũng đã chiếm được các vị trí xa hơn ở phía nam Zelinove. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này, họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng. Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hoche vào nhà tù ở phía Tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kudakove ngày càng trở nên tích cực về phía Nga. Dường như tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupiansk, Pogrovsk, Kudakove. Kênh Didopka cho biết, tại Kursk, lực lượng Moscow đã giành lại Liubimovka, trong khi quân đội Ukraine AFO đang cố gắng đột phá tới quận Goloskovki. Tại khu vực biên giới Kursk, các đơn vị Nga đã dọn sạch Liubimovka và đang đột phá vào con đường xanh. Lực lượng Moscow kiểm soát hỏa lực tuyến đường từ Kodenevo đến ra Điều này làm phức tạp rất nhiều công tác hậu cần cho AFO nằm giữa Olgovka và Pogrebki. Binh sĩ Nga cũng đang tiến tới Plekovo. Mục tiêu của họ ở đây là phát triển tới biên giới phía nam xuất ra, sau đó mở cuộc tấn công theo các hướng hội tụ từ Godipka và Konali đến Junkovka, thông qua đó cắt đứt tuyến đường tiếp vận của nhóm lực lượng Kiev ở khu Hai cánh quân đồng Tây của Nga đang kẹp chặt đối phương trong gọng kìm, nhận thấy tình hình sâu đi nhanh chóng. Đối với cụm binh lực gồm khoảng 10 lữ đoàn đang chiến đấu trong lãnh thổ Nga, Kiev kiên quyết tấn công toàn diện vào Kluskovsky. AFU cố gắng đột phá các làng Veseloye và Obukhovka nhưng đều không thành công. Một làn sóng xung kích vào vị trí của lực lượng Moscow trong các đồn điền ở phía đông trang trại đầu tiên. Cùng với đó, ở phía tây, AFU cố gắng chọc thủng Volfino, mục tiêu cuối cùng của quân đội Ukraine, là đột phá tới Kluskovo để đánh vào hậu phương của nhóm quân Nga đang tiến về con đường xanh. Kênh Tiba làm rõ hơn tình hình tại Kursk. Theo đó, lực lượng Moscow đang liên tục mở rộng quyền kiểm soát của mình ở một số khu vực, đồng thời đẩy lui các cuộc tấn công của đối phương. Tại quận Gluskovo, cảnh quay về chuỗi trận chiến giành khu định cư Vyseloye tiếp tục xuất hiện, với các cuộc giao tranh trên những tuyến đường tiếp cận ngôi làng diễn ra trong nhiều ngày qua. Xác nhận về các cuộc giao tranh trong khu vực ngôi làng cũng được cung cấp bởi cảnh quay do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 20 tháng 9 cho thấy sự di chuyển của một nhóm xe tăng thiết giáp Ukraine về phía khu định cư. Cuộc tấn công có sự tham gia của một xe CV-9040 do Thụy Điển sản xuất và một xe tăng Leopard 2A6 do Đức chế tạo. Kết quả của trận chiến vẫn chưa được biết, mặc dù AFU đã đổ quân vào một trong những vành đai rừng liền kề với ngôi làng. Tại Fezeloje, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại do pháo kích và giao tranh liên tục việc Ukraine sử dụng các robot tự hành cũng được ghi nhận trong khu vực. Một robot được trang bị súng máy đã bị phá hủy ở ngoại ô Volfino bởi máy bay không người lái FPV, sau đó kết thúc bằng một phát bắn RPG. Tại quận Kodenevo, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn gần Kremianoye. Hoạt động của AFU đã giảm đáng kể so với các cuộc tấn công của những ngày trước sau khi lực lượng Moscow kích hoạt ở sân trái từ hướng Kodenevo tại quận sutsa rfaf đang phát triển những thành công của những ngày gần đây thông tin về việc giành lại dadino đã được xác định giao tranh đang diễn ra ở khu vực nikolajevo dadino và quân đội nga cũng đã tiến vào và củng cố các vị trí của họ ở upesnovka ngoài ra bốn lính nghĩa vụ nga trấn giữ các vị trí trong rừng trong gần 40 ngày chuyên dữ liệu về chuyển động của đối phương và thực hiện các hoạt động khác đã được rút khỏi vòng vây Tại quận Bonsesondatskoye, AFU đã pháo kích vào một trạm phân phối khí đốt ở trung tâm hành chính và các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở các làng xung quanh. Tổng cộng, có hơn 10 ngôi nhà dân bị hư hại và tại Zivada, nhà văn hóa địa phương đã bị phá hủy bởi một quả đạn pháo được thả từ một UAV. Theo kênh thì bà, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công vào các mục tiêu của đối phương ở Kharkov và Dnipro, cũng như là cơ sở hạ tầng cảng Odessa. Trên hướng Liman, quân đội Nga đã mở rộng kiểm soát xung quanh Makivka, gần như kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Về phía Slobozansky, RFAF đang tấn công các vị trí của đối phương ở Volchansk và phát triển về phía Tipki. Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiến vào Hrodivka và cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí của AFU gần Pokrovsk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 20 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 190 cuộc đụng độ trong vòng 24 giờ qua, trong đó đối phương tấn công nhiều nhất theo hướng Pokrovsk và Kurakovs. Báo cáo có đoạn, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 5 tên lửa, 54 cuộc không kích, sử dụng 67 bom KAB và cũng triển khai 671 UAV. Đồng thời, họ đã thực hiện hơn 3.700 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupians, Liman, Kramatos, Torres, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Cường độ các hoạt động quân sự theo hướng Polkrops vẫn ở mức cao. Số lượng các cuộc đụng độ vũ trang đã tăng lên 32. Có 52 cuộc giao tranh theo hướng Kurakhove. RFAF đã cố gắng tiến vào các khu vực định cư Tersukurino, Kurino, Zelanoje, Pevoje, Georgievka, Daneje, Aleksandrovka, Yekaterinovka và Konstantinovka. 44 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và 8 cuộc tấn công khác vẫn đang diễn ra, báo cáo viết. Các nhà phân tích dự án Deepset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng ngày 21 tháng 9. Lưu ý rằng quân đội Nga đã tiến gần đến hai khu vực đông dân cư và một khu vực ở Donetsk. Báo cáo viết đối phương đã tiến đến gần Nikolaevka, Tersukurino và Makivka. Các kênh Telegram và phương tiện truyền thông của Nga đưa tin về các vụ cháy tại kho đạn dược và kho vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được ghi nhận tại khu vực Tikhores thuộc lãnh thổ Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và các vụ nổ. Chính quyền đã thông báo sơ tán người dân địa phương khỏi ngôi làng gần nơi xảy ra hỏa hoạn. Theo Atcha, người dân địa phương đã báo cáo về một cuộc tấn công vào một kho đạn dược. Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng UAV đã được báo cáo ở khu vực Tiver. Người dân Toropes và các khu định cư gần đó đã nghe thấy tiếng nổ. Theo Arsa, kho vũ khí số 23 của Nga đã bị UAV tấn công tại ngôi làng Oksiyabsky thuộc khu vực Tiver. Không quân Ukraine trên Telegram phát đi cảnh báo không kích trên khắp Ukraine sau khi một chiếc MiG 31K của Nga cất cánh. Báo động bắt đầu sau 24 giờ ngày 20 tháng 9 và kéo dài trong khoảng nửa giờ. Theo đó có một mối đe dọa đến từ tên lửa trên không toàn bộ lãnh thổ Ukraine do một máy bay chiến đấu MiG-31K cất cánh ở Nga được thiết kế để tấn công bằng tên lửa siêu vật âm Kinzhan. Họ cũng báo cáo về một mục tiêu tốc độ cao đang bay về phía khu vực Dnipropetrovsk và ở khu vực Kherson, một nhóm UAV đang di chuyển về phía khu vực Mykolaiv theo hướng Tây Bắc. Lần gần nhất có báo động trên toàn Ukraine vì MiG-31K cất cánh là vào ngày 13 tháng 8. Reuters đưa tin Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 475 triệu đô la Mỹ cho Ukraine dự kiến công bố vào đầu tuần tới. Gói viện trợ mới bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác. Nội dung và quy mô của gói viện trợ có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi tổng thống dự kiến ký Kể từ tháng 5, Mỹ chưa cung cấp gói viện trợ nào trị giá vượt quá 275 triệu đô la Mỹ do luật quy định trong quyền hạn quốc phòng của Tổng thống PDA. PDA cho phép Mỹ sử dụng kho vũ khí hiện có để giúp các đồng minh trong các tình huống khẩn cấp. Vào tháng 8, khi Ukraine đang xâm nhập Nga trong chiến dịch ở khu vực Kursk và mất lãnh thổ ở phía đông do cuộc tấn công của Nga, Washington đã gửi hai gói viện trợ, mỗi gói trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Reuters cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo thân Ukraine tại Quốc hội Mỹ và chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đạt được thỏa thuận gia hạn thêm một năm khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tha thiết kêu gọi Mỹ không chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận về cung cấp viện trợ quân sự. Ukraine Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 20 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết phía Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại Mỹ với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng viên Tổng thống là Kamala Harris và ông Donald Trump ông nói chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại mỹ đây là tổng thống biden đại diện cho lưỡng đảng tại quốc hội chúng tôi đang trông đợi các cuộc họp với cả hai ứng viên cho chức vụ tổng thống mỹ theo nhà lãnh đạo ukraine tại mỹ ông sẽ trình bày một kế hoạch hành động cụ thể sẽ mang chiến thắng và hòa bình công bằng đến gần hơn đồng thời ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với mỹ và sự ủng hộ của họ tổng thống zelensky nói thêm ukraine rất trông đợi vào sự ủng hộ này và điều này là công bằng bởi vì một quốc gia giành chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập và tuân thủ pháp luật quốc tế thì toàn thế giới sẽ chiến thắng. Đây là cách mà mọi thứ nên diễn ra. Báo Anh The Times cho biết Mỹ và Anh có thể đang lên kế hoạch cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa sông xa đầu để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng quyết định này có thể vẫn được dự kiến để duy trì yếu tố bất ngờ cho phía Moscow. Theo The Times, phía Anh và Mỹ từ lâu đã thảo luận về khả năng cho phép tên lửa sông xa đầu tấn công Nga và dường như quyết định này có thể đã được công bố trong chuyến thăm chung của người đứng đầu Bộ Ngoại giao của cả hai nước, Antony Blinken và David Lemme tới Kiev vào tuần trước. The Times tuyên bố rằng quyền tấn công Nga bằng tên lửa sông xa đầu có thể được chấp nhận sớm nhất là vào tuần tới và sẽ không được công khai để tránh đưa ra cảnh báo bổ sung cho Moscow về một cuộc tập kích có thể xảy ra viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại mỹ nhận định chính quyền nga đã biết về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai của quân đội ukraine gọi tắt là afu ở khu vực kursk trong nhiều tháng nhưng không thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết mối đe dọa này Cua Điền trích dẫn các tài liệu của chính phủ và quân đội Nga RFAF bị lực lượng Ukraine thu giữ tại Kurs, đưa tin vào ngày 20 tháng 9 rằng lực lượng Moscow đồn trú tại vùng này đã nhiều lần cảnh báo các chỉ huy quân sự về khả năng Kiev sẽ tấn công bắt đầu vào cuối năm 2023. Các tài liệu mà cơ đã tiếp cận nhưng chưa được xác minh độc lập cho thấy, bộ chỉ huy quân sự địa phương đã nhiều lần ra lệnh huấn luyện bổ sung cho các đơn vị đang bảo vệ khu vực Gus, xây dựng thêm các công sự, chuẩn bị chiến hào và vũ khí để chuẩn bị đối phó với một chiến dịch trong tương lai của Ukraine. Một tài liệu lưu ý tính đến tháng 6, các đơn vị quân đội Nga đồn trú dọc biên giới chỉ có trung bình 60 tới 70% quân số theo kiểu biên chế và chủ yếu là quân dự bị được đào tạo kém. Báo cáo viết, có vẻ như Nga không có nỗ lực đáng kể nào để tăng cường khả năng sẵn sàng của các đơn vị tại các khu vực biên giới vùng Kursk hoặc là xây dựng thêm các công sự dọc theo biên giới. Và chính quyền Nga có thể đã chọn cách bỏ qua những yêu cầu này do tính toán sai lầm về khả năng tiến sâu vào vùng Kursk của Nam. Báo cáo nêu rõ, các tài liệu này ủng hộ đánh giá gần đây của ISV rằng lực lượng Kiev đã đạt được bất ngờ trong cuộc xâm nhập vùng Kursk mặc dù chính quyền Nga được báo cáo về nguy cơ. ISVK nhận định, mặc dù lực lượng Moscow có thể biết về nhiều điểm dọc theo biên giới nơi Ukraine có thể phát động một cuộc tấn công, nhưng lực lượng Kiev đã có thể khai thác sự không chắc chắn về ý định và khả năng hoạt động của họ để đạt được bất ngờ. AFU cũng được cho là đã thử nghiệm các phương pháp sáng tạo kết hợp với các hoạt động trên bộ và hệ thống không người lái, mà ISVK sẽ không nêu chi tiết để duy trì an ninh hoạt động của Ukraine. Báo cáo viết, chiến dịch của Ukraine ở khu vực Gursk chứng minh rằng vẫn có thể bất ngờ ngay cả trên một chiến trường có phần trong suốt, nơi Nga có thể quan sát được sự tập trung lực lượng nhưng không thể nhận ra một cách đáng tin cậy ý định và khả năng tác chiến của đối phương. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 20 tháng 9 của ISVK, Thứ nhất, trong chuyến thăm Kiev vào ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố việc thành lập hai cơ chế tín dụng mới cho Ukraine, trị giá lần lượt lên tới 45 tỷ và 35 tỷ euro. Thứ hai, các nhà chức trách Nga được cho là đã biết về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm nhập khu vực Curs trong tương lai của Ukraine nhiều tháng trước khi Kiev mở chiến dịch tấn công, nhưng đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết mối đe dọa Thứ ba, điều này xác nhận đánh giá gần đây của ISVK rằng các lực lượng Kiev đã đạt được sự bất ngờ chiến dịch trong cuộc xâm nhập Kurs, mặc dù các nhà chức trách Nga được cho là đã biết về khả năng xảy ra một đòn đột kích. Thứ tư, quân đội Nga đã có những bước tiến gần Volchans, Kremenaya, Torres và Pogrovs, trong khi AFU gần đây đã giành lại các vị trí đã mất ở Volchans và Sivers. Thứ năm, truyền thông nhà nước Nga ngày càng chú ý đến sự tham gia của công dân nước ngoài vào các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine, có thể là nhằm chấn an công chúng trong nước rằng Moscow tiếp tục tuyển đủ quân và sẽ không cần phải công bố một đợt động viên khác. Hôm 19 tháng 9, Reuters dẫn lời một chỉ huy cấp cao của Nga cho biết quân đội Nga đã chiếm lại hai ngôi làng ở khu vực Kursk phía tây nước này lực lượng Ukraine phát động chiến dịch quân sự vào khu vực Curs từ ngày 6 tháng 8 với sự hỗ trợ của hàng loạt máy bay không người lái và vũ khí hạng nặng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói quân đội của chúng tôi đang thực hiện công việc của mình và sẽ khôi phục quyền kiểm soát là khu vực Curs. Tình hình rất căng thẳng. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 9 cho biết chiến dịch ở Kursk đã thành công trong việc chuyển hướng gần 40.000 quân Nga giảm bớt một số áp lực mà Nga đang dồn lên vùng Donbass của Ukraine. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quân đội Nga đang tiến nhanh hơn trước ở Donbass. Họ đã nắm quyền kiểm soát một loạt khu định cư tại đây nhằm tiến tới trung tâm hậu cần Pokrovsk của Ukraine. Moscow vào ngày 20 tháng 9 cũng phủ nhận kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky và cho rằng nó như là một canh bạc để giữ phương Tây đứng về phía Kiev. Kế hoạch này không liên quan gì đến việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao hoặc chính trị để chấm dứt xung đột Bộ Ngoại giao Nga bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lặp lại quan điểm của Moscow rằng phương Tây nên ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev, đồng thời lưu ý bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được giải pháp hòa bình mà không có sự tham gia của Nga thì đều vô nghĩa. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết sáng kiến của ông nhằm tạo ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine. Ông dự kiến thảo luận kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào đầu tuần tới. Hiện nay, khá khó khẳng định một cách chắc nịch chiến dịch của Ukraine tại Kursk là một thắng lợi, một thất bại hay là một sự kết hợp 50-50. Một số phân tích cho rằng chiến dịch Kursk dù mạo hiểm nhưng cũng đã giúp Kiev đẩy bớt quân Nga từ miền đông Ukraine về tỉnh Kursk và do vậy làm suy yếu cuộc tấn công của Nga ở Donbass trong một trường mực nào đó. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho rằng Ukraine đã buộc Bộ Chỉ huy quân đội Nga tái triển khai các đơn vị đang ở Ukraine về tỉnh Kursk, đồng thời đưa những đơn vị mới đang trong lãnh thổ Nga tới khu vực Kursk thay vì đưa ra tiền tuyến bên Ukraine. Hiện không rõ có bao nhiêu quân nhân Nga đáng lẽ phải triển khai gần thị trấn Pogrovs, Chasovya và những nơi khác thì nay lại đang có mặt ở Kursk. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy ít nhất một bộ phận quân nhân Nga đã được chuyển sang Kursk. Ví dụ, các yếu tố thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 15 của Nga, vốn đang chiến đấu gần Pokrovsk đã được nhận diện ở Kursk. Nga đã cam kết tung lực lượng đáng kể để giành lại các thị trấn bị Ukraine chiếm ở tỉnh Kursk. Lực lượng này bao gồm các đơn vị hải quân đánh bộ và lính dù tinh nhuệ. Cho tới nay, những đơn vị này được cho là đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị đặc nhiệm cơ động cao thuộc quân đội Ukraine, thành phần chủ lực trong chặn đa tiến quân của Nga và tổ chức phản kích. Quân đội Nga đã chốt sẵn ở Kursk, xây dựng công sự vững chắc, khiến cho nhiệm vụ của lực lượng Nga phản kích trở nên khó khăn. Tin tức truyền thông cho hay, tới nay Ukraine vẫn đang chiếm trên 100 khu định cư và nắm giữ những vị trí sung yếu, trong khi lực lượng Nga đang phải nỗ lực điều phối chiến dịch phản kích. Hiện đang còn chậm do cự ly di chuyển lớn, lực lượng Nga mới tái chiếm được một số lãnh thổ khiêm tốn. Đặc trưng nổi bật trong lối đánh của Ukraine ở Kursk là phục kích tập kích chính xác, sử dụng các nhóm nhỏ theo lối tác chiến bất đối xứng, tập trung đánh phá cầu đường. Chiến thuật này cho phép Ukraine quấy rối các tuyến tiếp tế của Nga. Quân Ukraine cũng chấp cơ hội để làm suy yếu phòng tuyến Nga thông qua các đòn đánh bằng UAV và tên lửa tầm xa. Việc các cây cầu bắc qua sông Sêm bị Ukraine phá hủy đã gây khó khăn cho Nga trong việc tổ chức một tuyến phòng thủ có tính kết dính cao. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng được cho là đã phá hủy một trong những kho đạn pháo và tên lửa lớn nhất của Nga vào ngày 17 tháng 9, gây ra một vụ nổ cực lớn dung chuyển như động đất cấp độ 3. Sự kiện này không chỉ gây tổn thất đạn dược của Nga mà còn tạo tác động tâm lý mạnh lên binh sĩ Nga. Đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò then chốt trong chiến dịch Kurs. Những đơn vị tinh nhuệ này được huấn luyện về mặt tác chiến đặc biệt đã tỏ ra thành thạo về kỹ năng tốc chiến, thu thập thông tin tình báo và gây bất lợi cho phòng tuyến Nga. Thành công của những đơn vị này trong phục kích các đoàn xe Nga, phá hủy các đoàn tiếp tế của đối phương và xóa sổ các kho dầu kho đạn của Nga đã góp phần giúp Ukraine giữ chặt đáng kể lãnh thổ vừa chiếm được bất chấp các nỗ lực của Nga nhằm tái chiếm các địa điểm trọng yếu. Tình báo Ukraine cũng đã nhận diện được những mục tiêu có giá trị cao của đối phương giúp lực lượng Ukraine tấn công chính xác với hiệu suất cao. Chiến dịch Kursk có nhiều mục đích, trong đó có hai mục tiêu chính, trực tiếp làm suy giảm năng lực quân sự của Nga và tác động tâm lý lên cả quân và dân Nga. Khoảng 15.000 dân thường Nga đã di tản khỏi Kursk và Ukraine nhanh chóng lấp vào chỗ trống bằng việc thiết lập sự kiểm soát hành chính đối với một thị trấn trong tỉnh, chứng minh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện dài lâu tại Kursk. Sắp tới, Ukraine sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào đây để gây khó dễ cho Nga. Thứ nhất, họ có thể sẽ mở rộng chiến dịch tuyên truyền bằng cách phát sóng các chương trình có lợi cho họ trên phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ hai, họ có thể thực hiện hoạt động binh vận tác động vào binh sĩ Nga đang tham chiến. Thứ ba, họ có thể tiếp tục tập kích sâu vào lãnh thổ Nga kết hợp với phòng thủ chặt những khu vực họ mới chiếm được trên lãnh thổ Nga. Ukraine kiểm soát Kursk càng lâu thì Nga càng phải đối mặt với rủi ro lớn về chính trị và quân sự. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã hứng chịu hơn 500 thương vong trên khắp tỉnh Kursk trong 24 giờ trước đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất, bốn xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất và hàng chục xe bọc thép và thiết bị quân sự khác của Ukraine đã bị phá hủy trong vòng 24 giờ. Trong một video được đăng trên kênh Telegram Northern Way hôm 19 tháng 9, các thành viên thuộc lực lượng tác chiến phía Bắc của Nga đã được nhìn thấy sử dụng nhiều máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công một xe tăng Leopard 2. Northern Way, kênh liên tục đăng tải các cảnh quay và thông tin cập nhật từ tiền tuyến, mô tả xe tăng này là Leopard 2A5, một trong những xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Đòn đánh đầu tiên gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng, trong khi một UAV thứ hai dường như đã giáng một đòn lướt qua thân xe tăng Leopard. Đoạn video do một máy bay không người lái ghi lại cho thấy xe tăng của Ukraine bốc cháy dữ dội sau đòn tấn công của Nga. Theo giới chuyên gia, máy bay không người lái đang được xem là khắc tinh hàng đầu của xe tăng Ukraine, trong đó có Leopard. Trong thời gian qua, UAV của Nga đã thực hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Các lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch đột kích xuyên biên giới quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ông có ý định kiểm soát nhiều nhất có thể các vùng lãnh thổ của Nga để củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zizky thừa nhận chiến dịch Kursk thực chất là một nước cờ nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi tiền tuyến Donbass ở miền đông Ukraine. Nga tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine đã sớm bị chặn lại và kể từ đó các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công để đẩy lùi lực lượng Kiev trở lại biên giới. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 9, chiến dịch Kursk đã khiến quân đội Ukraine tổn thất 15.300 người, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa đốc kết đa nòng, vân vân. Trong khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở Kursk, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào Donbass và giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở khu vực này. Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí để đối phó với Nga trên các mặt trận, đặc biệt là các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phương Tây hiện vẫn còn chia rẽ về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả khu vực ở tỉnh Kursk sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với phóng viên khi chia sẻ về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk hôm 20 tháng 9: "Những người lính của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của họ và họ sẽ tiếp tục hành động, quyền kiểm soát sẽ được khôi phục." Ông Peskov nói thêm: "Chúng tôi chắc chắn sẽ hành động giành lại quyền kiểm soát bằng cách nào, các kế hoạch của quân đội không thể công khai." Ông Peskov tuyên bố: "Tất nhiên tình hình ở những khu vực do quân Ukraine kiểm soát hiện rất bất thường, tình hình này sẽ được khắc phục kịp thời." Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 9 cho biết nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục chiến dịch nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại tỉnh Kurs, giành lại hai khu định cư là Uspenovka và Boki trong tuần qua. Quân đội Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine hướng về Crimea Noye, Lyubimovka và Malaya Loknia trong ngày 20 tháng 9. Họ cũng đã đẩy lùi bốn nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá khu vực biên giới gần Noviput và Medvedev. Trong ngày 20 tháng 9, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 370 binh lính và 18 phương tiện bọc thép. Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 15.300 quân nhân, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bệ phóng rocket đa nòng, vân vân. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300 km vuông lãnh thổ Nga sau hơn một tháng giao tranh. Trong nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi các vị trí trên lãnh thổ Nga, quân đội Moscow đã tiến hành một cuộc phản công hồi tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10 chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu năm 2024 EAVFF hôm 20 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine tại Kurs đã bắt cóc dân thường và giam giữ họ trong các trại tập trung kiểu Đức Quốc xã. Bà Zakharova đã chỉ ra sự tương đồng giữa những hành động mà Đức Quốc xã từng gây ra đối với Liên Xô trong Thế chiến hay và hành động của quân đội Ukraine trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Bà Zakharova tuyên bố các cơ quan thực thi pháp luật của Nga tiếp tục thu thập dữ liệu về các trường hợp mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bắt cóc người dân ở tỉnh Kursk khi họ chưa kịp sơ tán. Theo bà Zakharova, Hội Chữ Thập Đỏ Nga đã thu thập được nhiều lời kể của nhân chứng về vụ bắt cóc ở Kursk người phát ngôn bộ ngoại giao nga tuyên bố trên thực tế có bằng chứng cho thấy các chiến binh ukraine đang tạo ra một hình thức trại tập trung ở khu vực biên giới nga nơi họ chĩa súng vào người dân địa phương những người vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi những khu vực thiếu an toàn theo hãng tin TASS của Nga, giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện các hành vi phạm tội ở Kursk, bao gồm sát hại bờ bãi và bạo lực tình dục, cáo buộc rằng hàng chục người đã bị ép lên xe tải và bị đưa đi theo một hướng không xác định. Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất này. ABC Ukraine dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Nga hiện đã tập trung khoảng 37.000 quân ở khu vực Kursk. Nga được cho là muốn áp đảo lực lượng Ukraine chiến đấu ở vùng biên giới với tỷ lệ quân đội 5-1 trong một cuộc phản công lớn, song tỷ lệ này cho đến nay có lẽ vẫn chưa đạt được. Một trong những nguồn tin trong quân đội cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã được giao nhiệm vụ đẩy lui lực lượng Ukraine ra khỏi toàn bộ khu vực Kursk trước ngày 15 tháng 10 và tạo ra vùng đệm ở các khu vực biên giới trước ngày 30 tháng 10. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã biết về các kế hoạch của Nga và đang chuẩn bị đối phó, do đó những mục tiêu này có thể không thành hiện thực. Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và đã thành công kiểm soát hơn 100 khu định cư với diện tích khoảng 1.300 km vuông. đồng thời thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự trên lãnh thổ đối phương. Nga gần đây đã phát động một cuộc phản công của riêng mình ở khu vực Kursk để đẩy quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Theo tình báo Anh, Nga vẫn chưa đạt được thành công đáng kể. Bình luận về cuộc phản công của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết hoạt động ở khu vực Kursk của quân đội Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp cuộc phản công của Nga. Trong khi đó, Nga lại đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược về tình hình chiến sự ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày 19 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi ba nỗ lực đột phá biên giới ở khu vực Kurs của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phương Bắc đã ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine hướng tới các khu định cư Boki, Kremenoye, Liubimovka và Obukhovka. Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới gần Novi Malaya Obukhovka và medvedye trong ngày Ukraine được cho là mất hơn 300 quân nhân và 14 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép, cũng như hai khẩu pháo, một súng cối, hai trạm tác chiến điện tử, bảy xe quân sự và ba cầu phao đã bị phá hủy. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 14.950 quân nhân, 122 xe tăng, 52 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 768 xe chiến đấu bọc thép, 464 xe quân sự, 109 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 4 xe vận tải nạp đạn, 28 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 14 thiết bị công binh, bao gồm 8 xe phá hủy công binh và một đơn vị gia phá bom mìn UR-77. Trước đó, Thiếu tướng Abdi Alaudinov, Al Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm ác mát, cho biết quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư Nikolayevo, Dajino và Dariino ở vùng biên giới Kursk. Theo ông Alodinov, toàn bộ tiên tuyến đang tiến về phía trước với những người lính Ukraine đầu hàng. Ông nhấn mạnh đơn vị của quân đội Nga đang dần tiến về phía trước, giải phóng một khu định cư mỗi ngày. Hãng thông tấn TASS đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết những bức ảnh về nhà máy điện hạt nhân Kursk, gọi tắt là NPP, do truyền thông Ukraine công bố cho thấy Kiev vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công cơ sở này. Bà Zakharova nói, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ và Anh đứng sau mọi động thái của Kiev. Từ những bức ảnh về nhà máy điện hạt nhân Kurs được chụp từ khoảng cách vài km bởi máy bay không người lái trinh sát, rõ ràng là Kiev vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công cơ sở hạt tầng dân sự này. Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga, gọi tắt là Rosatom, ông Alexei Likachev tuyên bố rằng nhà máy điện hạt nhân Kurs đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công dữ dội vào tháng 8 Ông lưu ý rằng chính quyền Ukraine không hề che giấu ý định chiếm giữ nhà máy bằng vũ lực. Trong một diễn biến khác, theo Saffron, lực lượng phòng công Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev tại các khu vực Bengorod và Kursk. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 8 máy bay không người lái tự sát của Ukraine đã bị bắn hạ trên Bengorod, Riêng thống đốc Kursk Alexei Smirnov đã thông báo qua kênh chính thức của mình trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một tên lửa đã bị đánh chặn trên khu vực này mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, không có bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào trong khu vực. Chính quyền Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, đặc biệt tập trung vào cả Benkorod và Kursk. Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, lực lượng Kiev đã tiến hành một số cuộc đột kích vào Benkorod và Kursk và tất cả đều bị đẩy lùi. Để đáp trả, quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào khu vực Kharkiv của Ukraine và đã thành công trong việc thiết lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới Belgorod. Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng vào ngày 6 tháng 8 bằng cách phát động một chiến dịch trên bộ toàn diện ở Kursk. Sự tiến công của lực lượng Kiev đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại. Hàng loạt khu định cư đã được giải phóng. Kế hoạch xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine không thể thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt quân đội Nga tiếp tục tiến quân theo nhiều hướng. Mới nhất, vào ngày 17 tháng 9, các nguồn tin quân sự cho biết quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Ukras thuộc Donbass, miền đông Ukraine. Hãng tin này nói đã nhận được những ảnh chụp cho thấy các binh lính Nga đang dương cờ trên một khu mỏ nằm ở ngoại ô phía tây của thị trấn. Ukraine và thị trấn Selidovo gần đó đã trở thành một mặt trận giao tranh dữ dội trong tuần qua khi lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía Tây và Tây Nam Abdipka, một thị trấn quan trọng của vùng Donetsk. Song song đó, lực lượng Nga hiện đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp cho lực lượng Ukraine trong tỉnh Donetsk. TAS dẫn thông tin từ thiếu tướng Apti Alodinov chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad cho biết lực lượng vũ trang ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên hướng sút ra tại vùng Kursk. theo ông lực lượng của kiev đang nỗ lực để ít nhất là giành được vị trí ở một giải đất nhất định bằng cách nào đó Thiếu tướng Apti Alaudinov chia sẻ trên truyền hình Nga, các binh sĩ đã làm tốt công việc của mình trong suốt cả ngày theo hướng rút ra, nơi chúng tôi đóng quân. Rất nhiều binh sĩ của đối phương đã bị tiêu diệt. Đối phương cũng đã bắn về phía chúng tôi, nhưng không có một điểm nào mà họ có thể tiến xa được 100 mét. Đối phương đang trong tình thế thực sự là khó khăn và tìm cách để ít nhất sẽ giành được một vị trí ở địa điểm hiện tại. Đồng thời, ông cho biết vào ngày 19 tháng 9, ông đã đến thăm sườn phải của quân đội Nga theo hướng Kurs gần các thành phố là Rins và Lugov. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm mát cho hay, tôi muốn lưu ý rằng đối phương đã tìm cách tiến quân trên hai giải đất trong suốt cả ngày. Một số xe của đối phương đã bị đốt cháy, rất nhiều binh sĩ của đối phương đã bị tiêu diệt. Lực lượng của chúng tôi là những chiến binh anh hùng, những người thực sự anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov thông tin lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng là Nikolayevo, Darino và Darino ở Kurs. Các làng này là các tiền tuyến cũ mà Ukraine thiết lập vào tháng 8 khoảng 15 km. Hai ngôi làng ở phía tây của Kurs đã tạo ra vị trí thuận lợi để lực lượng Nga tấn công Sivalikovo, nơi lực lượng Ukraine đang sử dụng làm trung tâm hậu cần, theo Reuters. Thiếu tướng Apti Alauddinok nói, toàn bộ mặt trận của chúng tôi đã tiến về phía trước, đồng thời tiết lộ lực lượng Nga cũng đang tiến vào miền đông Ukraine. Ngày 6 tháng 8, Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực biên giới Kursk của Nga nhằm mục đích buộc Nga điều động bớt lực lượng ra khỏi miền đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một loạt các ngôi làng trong những tháng gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 9 cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk đã chuyển hướng khoảng 40.000 binh sĩ Nga khỏi tiền tuyến. Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù tình hình ở khu vực Donetsk phía đông cực kỳ thách thức, nhưng Kiev đã xoay sở để giảm khả năng chiến đấu của Moscow tại đó. Một vấn đề riêng biệt là hoạt động ở khu vực Kursk. Chúng tôi đã xoay sở để chuyển hướng khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này. Hoạt động tác chiến của chúng tôi vẫn đang tiếp tục, Tổng thống Zelensky nói thêm. Theo tờ Kajipos, cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Nga phải huy động lực lượng tiếp viện đến khu vực Kursk. Phía Moscow tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng tại Kursk kể từ tuần trước trong một cuộc phản công. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 9, một quan chức Ukraine nói rằng cuộc phản công đã bị chặn lại. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi Nga tiến hành cuộc phản công vào sơn phía Tây của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Đối phương đã cố gắng tấn công từ hai bên sườn, nhưng họ đã bị chặn lại ở đó. Tình hình đã ổn định và hôm nay mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Họ không thành công. Ông Oleksiy Demichaskipsky, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Ukraine tại Kursk, nói. Dù vậy, ông Oleksiy Demichaskipsky thừa nhận một số thành công nhỏ của Nga. Lực lượng Nga đã tiến vào một trong những khu định cư. Họ bắt đầu chiến đấu để giành một khu định cư khác, nhưng chỉ có như vậy thôi. Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Oleksiy Demychanskyi. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, vào tuần trước, Ukraine đã tiến quân xuyên biên giới về phía tây, các vị trí chính của họ tại Kodrenetsky và Suzansky, cụ thể là ở quận Gluskovsky gần Noviput ở phía nam và Tetkino ở phía tây. Trong báo cáo hôm 17 tháng 9, ISW cho hay, bất chấp các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Ukraine, không bên nào đạt được bước tiến đã xác nhận trong ngày trước đó. Quân Nga vượt sông Snagos lập một bàn đạp để đánh xuống Ziverdykovo, cắt đứt sự liên hệ của nhóm quân Ukraine ở Kursk với hậu phương vùng Sumy. Ngoài cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk ở Donetsk và tiến công vào khu vực Zaporozhye, quân đội Nga đang đẩy lùi nhóm quân Ukraine theo hướng Kupyansk một cách có hệ thống. Hôm 18 tháng 9, lực lượng Nga đã tiến vào khu vực làng Senmakovka, các mục tiêu trung gian tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực Kupyans hiện là các khu định cư Kruplikovka và Zagrizovo. Chiến thuật của Bộ Chỉ huy Nga ở khu vực chiến sự này thực tế không khác gì những chiến thuật được áp dụng thành công ở Donetsk. Trong các trận chiến gần Kupyans, lực lượng vũ trang Nga đang dần gặm nhấm các phần lãnh thổ và khu định cư đang nằm trong tay quân Ukraine, đồng thời cố gắng cô lập các nhóm quân Ukraine trong khu vực chiến đấu bằng cách vô hiệu hóa liên lạc và cắt đứt đường tiếp tế hậu cần. Vì những mục đích này, quân đội Nga tích cực sử dụng lực lượng hàng không tấn công trên diện rộng với uy lực mạnh. Một ví dụ rõ ràng về hoạt động này là việc phá hủy đường vượt sông Oskol của lực lượng Ukraine trong khu vực lửa Kupiansk, Uzilovoy. Bộ ba này là huyết mạch giúp ép vận chuyển thiết bị, đạn dược và nhân sự đến Kupiansk, nên việc phá hủy nó đã làm suy yếu sự kháng cự của lực lượng phòng thủ Ukraine. Để phá hủy đường vượt biển, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa KH-38M có độ chính xác cao được bắn bởi máy bay ném bom chiến đấu Su-34. Kết quả là một tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cách đây vài tháng, Kiev đã thông báo buộc phải sơ tán người dân Kupyans và các khu định cư xung quanh vì lo ngại rằng các đơn vị Nga sẽ sớm tiếp cận thành phố và ngày này đang dần đến gần hơn. Trong khi đó, tình hình chiến sự ở khu vực Kursk của Nga cũng có nhiều biến động lớn khi hai bên đang giành giật từng ngôi làng, từng khu định cư. Ở vùng này, các trận chiến đang diễn ra chủ yếu ở khu vực biên giới, trong khi quân đội Nga đang đè bẹp cánh trái của nhóm quân Ukraine ở Kursk, thì đối phương họ đang đáp trả bằng một cuộc phản công ở phía bắc khu vực. Phóng viên quân sự Nga của kênh điện tín Don Sokwa đưa tin vào ngày 18 tháng 9, lực lượng vũ trang Nga đã tái chiếm các khu định cư Darino và Nikolaevo-Darino, nhưng lực lượng Ukraine đã tăng quân và bao vây ngược lực lượng đồn trú của Nga đang phòng thủ ở làng kremi ngôi làng này cùng với ngôi làng ca lần cận đã nhiều lần đời chủ các chỉ huy ukraine nhận ra rằng việc mất những vùng lãnh thổ mới đánh chiếm được sẽ có tác động rất tiêu cực đến vị thế của toàn nhóm do đó họ đang cố gắng hết lần này đến lần khác để giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng hiện nay lực lượng nga ở kremi -no buộc phải chiến đấu trong vòng vây nhưng nói một cách nhẹ nhàng thì còn quá sớm để mở sâm banh cho nhóm quân ukraine bởi quân nga sau khi chiếm được Liubimovka đã tiếp tục vượt sông snagos tạo bàn đạp cho một cuộc tấn công tiếp theo vào silver khu định cư được coi là trung tâm hậu cần quan trọng nhất của nhóm quân ukraine ở khu vực Kursk. Hiểu được tầm quan trọng của Sever Likovo, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cách đây một thời gian đã ra lệnh chuẩn bị các công sự phòng thủ nhằm quyết tâm giữ vững khu vực này, làm điểm tựa cho toàn bộ nhóm quân Ukraine trong khu vực, tránh bị quân nga bao vây, cắt đứt sự liên hệ với hậu phương ở vùng Sumy.